Thưa quý khán giả, ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định số 1855 về việc thành lập Sở Chỉ huy và cơ quan thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ. Ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giữ chức Chỉ huy trưởng và trưởng cơ quan thường trực Sở Chỉ huy. Sở Chỉ huy đặt tại Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Sở Chỉ huy có nhiệm vụ tham mưu thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định các chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Dự báo tình huống, khả năng có thể xảy ra các cấp độ dịch, tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến dịch và hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, phá hoại, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động đề xuất các chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tuyên truyền, phát tán thông tin sai sự thật. Sở Chỉ huy đồng thời có nhiệm vụ hướng dẫn, quyết định các phương án kế hoạch phòng chống dịch ở các địa phương, các khu vực, vùng dịch có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và có nguy cơ. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch trên cơ sở trách nhiệm và địa bàn khu vực được phân công.